Đây là vua võ thuật Lý Liên Kiệt, anh cầm cái xẻng sắt. Đây là diễn viên nổi tiếng Jason Statham, anh cầm chiếc búa trong tay. Họ không phải đội tháo dỡ, đây là cuộc chiến sinh tồn. Hai người họ có mối thù không đội trời chung. 3 năm trước, kho vận tải bến cảng. Anh chàng FBI Mark và bạn đồng hành Tom đang làm nhiệm vụ, vốn chỉ là một nhiệm vụ còn con, nhưng tên sát thủ xuất hiện khiến công việc trở nên gian nan hơn. Hắn là Jogui, sát thủ hàng đầu của tổ chức Gia Gia thuộc băng phái Nhật Bản. Mark bị trúng đạn, khi Jogui định bắn chết anh, Tom nổ súng bắn trúng mặt sát thủ, Jogui rơi xuống biển. Theo lý mà nói, bắn trúng mặt thì làm sao mà sống được, nhưng có lẽ sát thủ hàng đầu mặt dày hơn người thường nên hắn không chết. Đã thế, dưới sự chỉ thị của tên trùm tổ chức Gia Gia, Jogui lại tìm đến báo thủ. Nhờ gián điệp trong FBI, hắn tìm đến tận nhà gia đình ba người của Tom, vào nhà, giết gọn, sau đó phóng hỏa thiêu rụi căn nhà. Mark chạy đến, bừng bừng sát khí, anh phát hiện một viên đạn ở hiện trường. Loại đạn này, Jogui thường xuyên sử dụng. Tom là bạn tác chiến với anh, là nhân cứu mạng của anh và cũng là người anh em tốt nhất của anh. Anh thề phải tìm bằng được Jogui, báo thù cho Tom. Chớp mắt 3 năm trôi qua, 3 năm nay, Mark đều chú ý tới nhất cử nhất động của Jogui. Cuối cùng, hắn đã lộ diện, lần này hắn không hề đeo mặt nạ. Trong cuộc liên hoan của tổ chức Gia Gia, là sát thủ hàng đầu của tổ chức, hắn ta đã tiêu diệt toàn bộ những người này, không để lại nhân chứng. Hắn phản bội tổ chức, xong việc. Mark tới hiện trường, cứ tưởng là cuộc đụng độ băng đảng bình thường, nhưng dưới đất, anh phát hiện ra một viên đạn. Viên đạn này là của Jogui, anh bắt đầu điều tra hắn. Hắn như một linh hồn, bởi vì cứ cách nửa năm, hắn sẽ lại phẫu thuật chỉnh hình, thay đổi thân phận một lần. Nguyên nhân Jogui giết hại tổ chức của mình có thể do hắn đã thay đổi tổ chức khác. Tổ chức này không thua kém gì với tổ chức Gia Gia. Lúc này Naruto đã về đến nhà, mở tủ đồ, com lê đen, thắt lưng da đen, giày da đen, mở két, súng trường, súng lục, súng tỉa, cầm sẵn trang bị, đeo kính râm và đi ra ngoài. Hắn đến căn biệt thự bên ngoài ngoại ô. Đây là biệt thự của nhà họ Trương, nhà của Trương Lực, tên trùm băng đảng hội Tam Hoàng. Quả nhiên Jogui làm việc cho Trương Lực. Hắn giết người của tổ chức Gia Gia hôm trước chỉ để biểu hiện lòng mong muốn gia nhập vào hội Tam Hoàng. Hội Tam Hoàng và Gia Gia là hai tổ chức đối đầu nhau nhiều năm trước. Tên trùm Gia Gia dẫn đàn em đến giết sạch nhà họ Trương ở Hồng Kông và cướp hết toàn bộ gia tài của họ, trong đó có một bức tượng con ngựa bằng vàng có giá trị kinh khủng. Trương Lực muốn Jogui giành bức tượng đó về, nhưng cho dù Jogui xin gia nhập hội, Trương Lực vẫn không tin hắn, vì ai mà tin được tên sát thủ đã từng phản bội chủ của mình đâu. Jogui nói với Trương Lực, không ai là chủ của hắn, hắn chỉ phục vụ cho bản thân mình nên hắn không hề phản bội ai cả. Trương Lực giao nhiệm vụ giành lại con ngựa vàng cho Jogui. Hắn dỗ ngon dỗ ngọt hải quan khi có người vận chuyển con ngựa vàng. Hải quan lấy cớ kiểm tra xe, phối hợp với hội Tam Hoàng giết sạch toàn bộ những tên phụ trách vận tải hàng của tổ chức Gia Gia. Jogui thành công giành lấy con ngựa vàng nhưng lại không giao cho hội Tam Hoàng. Mark đến hiện trường, hết Jogui lại đến. Mark đe dọa hải quan, anh biết được Jogui đã tham gia vào vụ án này, nhưng khi anh dẫn nhân viên hải quan ra ngoài, Jogui đã bắn chết hắn ta. Mark đuổi theo, Jogui bỏ chạy, hai người biểu diễn màn chạy đua trên nóc nhà. Nhưng kết quả cuối cùng, Jogui đã chạy thoát. Tổ chức Gia Gia mặc dù ở Mỹ nhưng thế lực rất lớn, nhưng tên trùm của tổ chức này lại ở Nhật Bản. Hắn sai con gái đến Mỹ giải quyết sự việc ngựa vàng bị cướp. Họ không biết sự phản bội của Jogui mà đổ hết tội lỗi lên đầu hội Tam Hoàng. Còn Jogui đang có kế hoạch khác, hắn cố tình dụ Mark đến kho hội Tam Hoàng. Mark nhìn Jogui, anh biết hắn chính là hung thủ đã giết hại bạn mình 3 năm về trước. Trong mắt anh ngập tràn hận thù, anh gào lên và tường thuật lại thảm án 3 năm trước cho hắn nghe. Jogui không chút biểu cảm mà chỉ nói một câu, sống trong quá khứ chỉ khiến anh càng thêm đau khổ. Bây giờ Mark chỉ muốn giết chết hắn, nhưng anh không có bằng chứng. Mark nói với Jogui, chúng ta sẽ có một trận đấu cuối cùng. Qua việc cướp ngựa vàng, Trương Lực đã hoàn toàn tin tưởng vào Jogui, nhưng việc mà hắn ta làm tiếp đó đã khiến mọi người không ngờ tới. Hắn đóng giả làm người của tổ chức Gia Gia, khiêu khích đàn em hội Tam Hoàng. Mâu thuẫn xảy ra, tên cầm đầu hét toáng, bọn Nhật Bản khốn kiếp, sau đó đuổi theo tới tận địa bàn của tổ chức Gia Gia. Thế là hai bên xảy ra cuộc xung đột cùng bị tổn thất. Cuộc ẩu đả trở thành ngòi nổ chiến tranh giữa hai bang phái. Mức độ ẩu đả nâng cấp, hai bên lao vào oanh tạc nhau. Con gái của tổ chức Gia Gia có thể đứng vững tại Mỹ, đương nhiên không phải dạng vừa. Cô ta gặp Jogui, yêu cầu anh ám sát cả nhà Trương Lực. Đây là phong cách từ trước đến nay của Gia Gia, giống như thảm án 3 năm về trước. Người của Gia Gia xâm nhập vào nhà Trương Lực, còn Jogui không cần phải xông vào, bảo vệ bị bọn chúng thủ tiêu. Còn Trương Lực để Jogui xử lý, hắn không nói không rằng nổ súng giết chết Trương Lực. Tiếp đó hắn vào phòng vợ và con gái Trương Lực giơ súng. Sau khi ra ngoài, đàn em muốn cầm đầu của hai mẹ con đi, Jogui tránh sang một bên, sau đó quay người rút dao và xử lý gọn lẹ. Hắn không hề giết hại hai mẹ con họ mà thả họ đi, khác hẳn phong cách giết người 3 năm trước đây của anh. Cảnh hắn thả hai mẹ con bị người của Mark chụp được. Tên trùm hội Tam Hoàng bị trừ khử, Gia Gia đến Mỹ thay con gái tự mình xử lý. Mark nghe tin liền đến tìm Gia Gia, gửi tặng ông tấm hình chụp được. Jogui giết đồng bọn và thả hai mẹ con. Mark muốn mượn tay Gia Gia tiêu diệt Jogui, báo thù cho bạn. Lúc này Gia Gia mới biết, thì ra Jogui đã phản bội ông. Ngày hôm sau, Jogui đem ngựa vàng đến trước mặt Gia Gia. Sau khi nhận được ngựa vàng, Gia Gia bèn lật bài ngửa với Jogui. Ông ta sai đàn em xử lý hắn. Sau khi Jogui bị đưa đi, Gia Gia mới phát hiện ngựa vàng là đồ giả. Jogui cũng phản đòi lại, hai tên thuộc hạ không phải đối thủ của hắn. Hắn chỉ cần phi một cước, quay người một cái bèn, nhanh chóng đánh bại chúng. Tiếp đó, hắn kích nổ quả bom đã lắp đặt sẵn từ trước. Dọn dẹp xong lũ tép riu, còn lại mình Gia Gia, cuộc chiến bắt đầu.
Zaza không biết rằng, Jogui đã từng được mệnh danh là người đàn ông thượng đỉnh, võ sĩ như anh, không biết đã đánh bại biết bao nhiêu người. Zaza hỏi anh sao lại phản bội. Lúc này, sự thật mới được phơi bày, Jogui không phải ai khác, hắn chính là bạn thân của Mark, Tom. 3 năm trước anh không hề chết, sau khi tên sát thủ thật sự giết chết vợ con anh xong, anh nổi cơn thịnh nộ giết chết hắn. Nhưng, anh muốn giết chết tên chủ mưu đứng đằng sau, báo thù cho vợ con, nên anh mới dùng thân phận của Jogui, mất 3 năm để lên kế hoạch, cuối cùng mới dụ được Zaza từ Nhật sang Mỹ, và hôm nay, anh có thể báo thù rồi. Nhưng Zaza đã nói cho anh nghe một bí mật động trời, 3 năm trước, tên gián điệp đã tiết lộ địa chỉ của anh, chính là ông bạn thân Mark. Tom do dự, trong đầu anh hiện lên hình ảnh vợ con, anh giết chết Zaza, giống như lời Mark đã từng nói, họ sẽ có một trận chiến cuối cùng, anh gọi điện cho Mark, hẹn gặp ở bến cảng 3 năm trước, trận chung kết bắt đầu. Không nói không rằng, gặp nhau là xông vào, xích sắt, cái búa, sẻng sắt, lưới đánh cá, hai người bóc cổ nhau. Tom hỏi Mark, sao lại hại chết vợ con anh? Mark không tin anh là bạn thân của mình, nhưng khuôn mặt và giọng nói có thể thay đổi, ánh mắt thì không. Mark biết anh chính là Tom, người bạn thân đã mất 3 năm trước. Anh thừa nhận 3 năm trước mình đã tiết lộ tin tức, nhưng anh không hề biết sẽ có kết cục như thế xảy ra. Anh tưởng Zaza chỉ muốn dạy dỗ Tom, cùng lắm chỉ là một trận đòn. Anh ngờ chỉ tiết lộ địa chỉ nhà mà khiến gia đình anh chết thảm. Nên suốt 3 năm nay, Mark thật sự muốn tìm tên sát thủ và liên tục thu thập chứng cứ phạm tội của Zaza để báo thù cho Tom. Nhưng tất cả đều do anh mà ra, anh vô cùng day dứt. Anh hỏi Tom có thể tha thứ cho anh không? Trả lời anh là một viên đạn, Tom lúc này đã không còn là Tom của ngày trước. Kết thúc phim, hai mẹ con Trương Lực nhận được bưu phẩm từ Tom là một con ngựa vàng. Con gái của Zaza cũng nhận được bưu phẩm của Tom là đầu của Zaza, còn Tom cầm con ngựa vàng kia, ngồi lên xe sang, trông rất ngầu. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!